Chúa trên mọi Chúa và vua trên mọi vua. Chúa ơi, chúng con thờ phượng Chúa. Hallelujah, Chúa ơi, chúng con biết thần linh Chúa đang hiện diện giữa chúng con. Sự vui mừng của Đức Giê-hô-va là sức mạnh của chúng ta. Kinh Thánh nói vậy. Hồi Thánh ơi, khi chúng ta thờ phượng Chúa, khi chúng ta tôn vinh danh Ngài, Ngài đã đem lại cho Chúa những sự vui vẻ. Sự vui vẻ của Chúa là sức mạnh của chúng ta. Khi mà chúng ta có sức mạnh là mọi thứ tối tăm trong lòng của chúng ta, mọi điều xích mích trong lòng của chúng ta, mọi nan đề trong lòng của chúng ta, mọi bệnh tật trên thân thể của chúng ta phải biến mất, tại vì chúng ta có quyền năng của Chúa, chúng ta có sức mạnh của Chúa, tại vì Chúa rất là thích khi chúng ta thờ phượng Ngài. You are here.
keep repeating it. Ta hãy tiếp tục hát điều này. Cảm ơn Chúa, Ngài là đấng năng quyền. Cảm ơn Ngài, Ngài là đấng chiến thắng. Chúa ơi, Ngài là đấng mở đường cho chúng con. Chúa ơi, bởi sự hy sinh của Ngài trên thập tự, bởi sự sống lại của Chúa và sự thăng thiên của Ngài, Chúa ơi, và Ngài đã biến thành một người là đấng mở đường cho chúng con. Ngài cho chúng con thấy một cái đường để quay lại với Đức Giê-hô-va, Chúa ơi. Bởi huyết của Ngài mà chúng con được sự sống, bởi huyết của Ngài mà chúng con có một lối thoát ra khỏi sự chết, lối thoát ra khỏi tối tăm, Chúa ơi. Con tin vào Ngài, chúng con tin vào Ngài, sự tốt lành của Ngài, sự thương xót của Ngài trên đời sống của mọi người chúng con. Chúng con cảm tạ ơn. Ngài là đấng năng quyền, Ngài là đấng năng quyền, Ngài là đấng quyền năng, Ngài là đấng năng quyền. Even con biết Ngài đang chiến giữ nơi đây. Hãy tự do, Chúa ơi, hãy tự do dẫn dắt chúng con. Chúa!
Chúa, hãy tự do công nguyện về hội thánh ơi, hãy tự do kêu gọi Ngài. Thần của Chúa đang hiện diện giữa chúng ta, Ngài đang đứng bên cạnh chúng ta, Ngài đang gõ lòng chúng ta, Ngài nói rằng con ơi hãy mở đi cho ta, ta muốn vào nhà của con, ta muốn ăn bữa với con, ta muốn communicate với con. Hãy nói cho ta biết những cái lời, những cái điều gì mà con muốn. Hãy nói cho ta biết những cái nỗi nan đề của ta. Mời hội thánh chúng ta hãy nhắm mắt lại. Ta hãy nhắm mắt lại và chúng ta quỳ xuống nơi đây trước ngôi của Chúa. Hãy quỳ xuống và nói với Chúa ơi, Chúa ơi, chúng con hạ lòng chúng con xuống. Chúng con hạ lòng chúng con xuống để tìm kiếm Ngài. Chúng con hạ lòng chúng con xuống đầu phục dưới Ngài. Chúa ơi, hãy hạ lòng chúng ta xuống và nói với Chúa. Chúa ơi, xin giúp đỡ chúng con. Chúng con cảm thấy sự thần bí của Ngài. Chúng con cảm thấy sự thần bí của Ngài. Chúng con cảm thấy sự bên ngôi Giê-xu
chặng đường ở bên ngôi của Ngài. Thưa Giêsu, của chúng con. Let's sing the chorus one more time. Let the lyrics seep into your heart. Let the praises ring out from your heart. Bên ngôi Giêsu, lòng con tôn thờ Ngài. Let it rise. Bên ngôi Giêsu, con chúng tôn danh Ngài. Vua Giêsu ơi, xin đến cai trị lòng ở luôn với ta hồn chúng con nơi đây. Let's sing that one more time. Bên ngôi Giêsu, lòng con tôn thờ Ngài. Bên ngôi Giêsu, con chúng tôn danh Ngài. Vua Giêsu ơi, xin đến cai trị lòng ở luôn với ta hồn chúng. Jesus,
con có thể tìm tất cả ở thế giới này, nhưng mà sẽ không có ai giống như Ngài. Không có ai năng quyền như Ngài. Không có ai yêu thương như Ngài. Không có ai có thể chăm sóc chúng con như Ngài. Không đủ Chúa ơi, sẽ không đủ. Chúng con có thể hát những bài hát mỗi ngày và mỗi đêm, nhưng mà sẽ không đủ. Cối quỳ lại bên trước ngôi vua, danh Chúa Giêsu sẽ được vinh hiển. Suốt cuộc đời của chúng con sẽ ngợi khen Chúa Thánh toàn năng của chúng con. Chúng con thuộc về Ngài và Ngài thuộc về chúng con. Chúa Thánh toàn năng, Chúa Giêsu, nơi đâu gọi sẽ quy lại bên Chúa gọi mua. Ngài khen Chúa Thánh toàn năng, Chúa Giêsu. Chúa Giêsu, nào một ai
Giê-xu ơi, cứu Chúa của chúng con, là vua của chúng con, và mỗi một chúng con là thần dân của Ngài. Nay chúng con quỳ dưới bệ chân của Ngài để nói với Ngài rằng Ngài đáng được chúc tụng, Ngài đáng được ngợi khen, Ngài đáng được tôn quý. Ô, cả cuộc đời của chúng con muốn ngợi khen Ngài vì Ngài xứng đáng được điều đó, Chúa ơi. Cảm ơn Chúa Giê-xu yêu dấu của chúng con, đấng đã vì chúng con chịu chết trên thập tự giá để đền tội cho chúng con. Dòng huyết của Ngài đổ ra để tha thứ mọi tội lỗi trong cuộc đời của chúng con. Và chúng con cảm ơn Chúa, chúng con được trở nên con trai con gái Ngài. Chúng con được trở nên những con người ở trong tình yêu, trong sự quan phòng của Chúa, trở nên những thần dân của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài về điều đó, Chúa ơi. Không những thế thôi, chúng con cảm ơn Chúa vì có tất cả những gì Ngài làm qua sự chết của Ngài, sự sống lại của Ngài, sự thăng thiên của Ngài. Chúng con được hưởng lấy mọi cơ nghiệp ở trên trời cũng như dưới đất này trong ơn của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con nói với quyền lực của sự tối tăm, nói với linh gian ác, nó là những kẻ thất bại. Với quyền lực của Satan và âm phủ, nó không có quyền trên hội thánh của Ngài, trên con dân Chúa. Và tất cả những con dân Chúa đang quỳ gối trước mặt Ngài, đang thờ phượng Chúa trong buổi sáng hôm nay tại nơi đền thánh này, lạy Chúa, xin làm cho lòng của ông bà anh em con nhận biết sự hiện diện của Ngài. Ô, là sự đáp ứng mọi nhu cầu trong cuộc đời của chúng con. Ô, là ô Chúa ơi, sự giải quyết cho tất cả mọi khó khăn, mọi nan đề trong cuộc sống của chúng con. Dù đó là bệnh tật, dù đó là hoàn cảnh khó khăn, dù đó là những điều mà Chúa ơi, loài người chúng con bất lực bó tay, nhưng mà Chúa ơi, Ngài hãy hành động, Ngài hãy hành động, hành động trên cuộc đời của chúng con. Để những ai đến trong hội thánh của Ngài buổi sáng hôm nay với tấm lòng nặng trĩu, họ sẽ ra về trong sự tự do. Ô, nếu họ đến đây trong sự ô lo lắng, họ sẽ trở về ô trong sự ô vui mừng phước hạnh, vì cái mọi nan đề, mọi hoàn cảnh, mọi điều mà ông bà anh em con đang gặp phải được trình dâng lên cho Ngài. Và Ngài là đấng lắng nghe mọi lời cầu nguyện của chúng con, đấng đáp ứng mọi nhu cầu mà chúng con kêu xin và trình dâng nơi Ngài. Không có điều gì bất năng cho Chúa của chúng con. Không có ai kêu cầu danh Chúa mà không được cứu bao giờ. Ô, chúng con cảm ơn Chúa về điều đó. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Thánh Linh, sự hiện diện của Ngài nơi đây mỗi một khi chúng con đến trong nhà Chúa để thờ phượng Ngài. Cảm ơn Chúa Thánh Linh đã dạy dỗ chúng con cách để chúng con ngợi khen thờ phượng Chúa Giê-xu của chúng con, tôn vinh Đức Chúa Trời Cha của chúng con. Cảm ơn Đức Thánh Linh đã dẫn dắt chúng con vào mọi lẽ thật của Ngài. Cảm ơn Chúa Thánh Linh đã hành động giữa vòng dân sự Chúa, ô hội thánh của Chúa. Chúng con tiếp tục công bố rằng mọi khí giới chế ra nghịch cùng hội thánh của Đấng Christ không bao giờ thành mẫu cả, Chúa ơi. Ô, chúng con là những con người ô thuộc về Chúa Giê-xu. Ngài là đấng ở với chúng con và đấng ở trong chúng con lớn hơn những kẻ thuộc về thế gian này. Chúng con công bố điều đó trong danh Chúa Giê-xu. Hội thánh của Chúa là hội thánh đắc thắng. Hội thánh của Chúa là hội thánh đầy quyền năng. Hội thánh của Chúa là hội thánh đầy sự sống của Ngài. Hội thánh của Chúa là ô nơi mà bày tỏ sự sáng, sự sống vinh hiển của Chúa cho thế giới tối tăm này. Ô, con công bố trong danh Chúa Giê-xu. Giờ phút này, Chúa ơi, con dâng hội thánh của Chúa tiếp tục ở trong sự hiện diện của Ngài, và xin sự sức dầu của Chúa tại nơi đây cũng lan tỏa đến tất cả những ai đang cùng thờ phượng Chúa với chúng con qua chương trình online. Nguyện sự sức dầu của Chúa, sự lan tỏa quyền năng của Ngài đến với từng con dân của Chúa tại nhà riêng, phòng riêng, tại nơi mà họ đang hướng về cùng với hội thánh Chúa để thờ phượng Ngài buổi sáng hôm nay. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Con lấy lòng thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. 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 Hallelujah.